em năn nỉ anh, nếu như mà anh còn nghĩ cho thằng Tuấn, bây giờ anh tự bỏ vẫn còn kịp mà. Nha anh. Làm ăn với giang hồ đâu phải là muốn vào là vào, muốn ra là ra đâu hả em? Em biết, em biết là anh muốn thì anh sẽ có cách. Nếu như mà anh muốn, em sẽ bỏ qua hết tất cả. Em sẽ cho anh gặp con, không điều kiện, không tiền bạc gì hết. Được không anh? Em xin anh. Em với con không cần số tiền đó của anh. Tụi em chỉ cần anh đừng làm những việc phạm pháp nữa. Em chỉ cần anh trở thành một người tử tế, mạnh mẽ trước mọi người. Em xin anh một lần này thôi. Anh có thể nào vì con của mình không anh? Xin anh. Không, anh không thể từ bỏ được. Đã lỡ làm ăn với tụi nó rồi là phải làm tới cùng. Bây giờ anh từ bỏ dây dưa, tụi nó sẽ đe dọa rồi làm khó tất cả mọi người, em có hiểu không hả? Khó cỡ nào em cũng cùng anh vượt qua được hết. Anh không muốn liên lụy tới em. Thôi em đừng nhúng tay vào chuyện này nữa. Em làm sao mà bỏ mặc anh được? Dù sao đi chăng nữa anh cũng là ba của thằng Tuấn mà. Em đừng có nói nữa. Ý anh đã quyết như vậy rồi. Nói tới nói lui nãy giờ, anh đã có quyết định ngay từ đầu rồi đúng không? Vậy mà tôi cứ tưởng là anh đã thay đổi. Anh không khác gì Tam của ngày xưa. Chỉ có tôi, bởi vì tôi quá ngu cho nên tôi mới le lói một chút hy vọng về anh. Mà không rủ tụi này mà xấu tính vừa phải thôi. Nè, yeah, đi chơi mà đánh lẻ một mình, không coi nhóm chú hột này ra gì đúng không bạn kia? Bước dần theo ngọn tiểu khê, lần xem phong cảnh có bể thanh thanh. À, view xanh ngắt như thế này, thế mà con em mình nó lại định xem dấu của mình đấy. Bây giờ mà lấy rượu chú hột ra đây nhậu á là hết sảy luôn đó. Ê, trên xe có kìa, làm đúng nha. Thế định cắm sào luôn ở đây à? Uống đi, uống cho lắm à. Tí nữa về thổi nồng độ cồn nhá. Còn suy bậy không? Lê, anh về đi. Anh đứng dậy, đi về giùm em đi. Lê, Lê ơi. Anh Hoài, anh làm cái gì vậy anh Hoài? Anh tha cho em đi. Đừng có đuổi anh. Anh về đi mà anh Hoài. Anh về đi. Lê,